Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên. Không dùng hai chip nhưng Samsung vẫn phân vùng hiệu năng trên duy nhất một vi xử lý. Samsung được biết tới là có truyền thống tung ra dòng Galaxy S với hai biến thể chip Snapdragon dành riêng cho thị trường Mỹ và Exynos cho phần còn lại. Dù năm nay gần như họ sẽ chỉ sử dụng chip rồng, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt hiệu năng tại các khu vực. Cụ thể, theo leaker Ice Universe, thị trường châu Âu vinh dự là nơi xuất hiện của phiên bản tần số cao độc quyền. Nếu như Galaxy S23 Ultra bình thường, thì nó sẽ đạt được 1.504 điểm đơn lõi và 4.580 điểm đa lõi với phiên bản là 8GB. Còn ở phiên bản nâng cấp, sự khác biệt chính là lõi Cryo Prime dựa trên Cortex-X3 đang được chạy ở tốc độ 3.36GHz thay vì là 3.2GHz thông thường. Một bài kiểm tra thử nghiệm khác đã ngay lập tức được thực hiện. Kết quả cho ra có cải thiện tương đối rõ với 1.530 điểm đơn nhân và đạt được bước nhảy đáng kể trong hiệu suất đa lõi với số điểm là 4.779 điểm. Hơn nữa, do là thử nghiệm nên số điểm thực tế có thể sẽ còn ấn tượng hơn. Tin tức tiếp theo trong ngày sẽ không có Redmi Note 13. Tuy Trung Quốc là một quốc gia có văn hóa tín ngưỡng vô cùng phát triển, nhưng các hãng công nghệ tại đây dường như không thường quan niệm về các con số đen đủi. Ở một số nơi thường có số 4 và số 13, nhưng chúng ta vẫn thấy hãng smartphone lớn nhất tại đây là Xiaomi, sử dụng cho hai dòng máy tiêu biểu gồm Xiaomi Mi 4 và Xiaomi 13. Tuy nhiên dường như thương hiệu con của họ là Redmi thì lại khá tin vào điều này. Ít nhất là chúng ta cũng có lời giải thích cho tin đồn về việc sẽ không có dòng Redmi Note 13. Một báo cáo nội bộ mới đây đã đưa tin về việc Redmi sẽ nhảy cóc lên thế hệ Note 14 và sẽ được ra mắt rất sớm, khoảng cuối quý 2 hoặc đầu quý 3 năm 2023. Do khoảng cách mốc thời gian giữa hai thế hệ chỉ là 8 tháng nên sự cải tiến là không nhiều. Thông số và công nghệ màn hình sẽ gần như giữ nguyên, khác biệt đáng kể nhất sẽ chỉ đến từ con chip khi hãng nâng cấp từ Snapdragon 4 Gen 1 lên thành Snapdragon 4 Gen 3. Theo thông tin từ trang GetGuessNow, Redmi Note 13 sẽ giữ mức giá bán như Note 12 hiện tại, khoảng 4,5 triệu đồng và tiếp tục thể hiện sự thống trị trong phân khúc. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thông tin cuối cùng có trong ngày. Qualcomm quay đầu đặt niềm tin vào Samsung. Snapdragon 888 và 8 Gen 1 được sản xuất bởi Samsung và cả hai con chip đều gặp phải vấn đề quá nhiệt dẫn tới giảm hiệu suất. Do vấn đề này, Qualcomm đã trao quyền sản xuất Snapdragon 8 Plus Gen 1 và 8 Gen 2 cho TSMC. Tuy nhiên, dường như hai lần gặp sự cố vẫn chưa đủ, Qualcomm chuẩn bị quay lại bắt tay với Samsung thêm một lần nữa. Công ty đang duy trì mối quan hệ hợp tác với Samsung bằng việc hợp tác trở lại trên chip bán dẫn 3 nanomet và 2 nanomet. Tuy nhiên, theo những rò rỉ nội bộ, nguyên nhân chính khiến Qualcomm quay đầu đánh liều với Samsung bởi chi phí sản xuất bên TSMC là quá cao, khiến biên lợi nhuận của hãng giảm đi trông thấy. Thêm nữa, công ty cũng đánh giá đây là một chiến lược đa nền tảng, phù hợp để mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác ngoài điện thoại thông minh. Đối với chip 3 nanomet của mình, Qualcomm được cho là đã chọn TSMC làm đối tác chính, nhưng Samsung vẫn sẽ tham gia vào khâu sản xuất và tỷ lệ đóng góp của họ sẽ phụ thuộc vào vấn đề phát sinh về năng suất và hiệu suất. Samsung đang có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2 nanomet vào năm 2025. Không giống như các Note thế hệ trước, Samsung cũng thể hiện độ uy tín của mình khi triển khai công nghệ GAA cho Note quy trình 3 nanomet và nó được kỳ vọng sẽ mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất và tiêu thụ năng lượng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.